Em có một câu hỏi cho anh là 30 năm anh làm kinh doanh với vai trò là một nhà lãnh đạo, thì anh nhận định được sự khác biệt của doanh nhân giai đoạn 2023 đến 2025 trở đi khác với các doanh nhân về trước sẽ như thế nào? Hôm nay là ngày 13 tháng 10, ngày của doanh nhân. Tôi xin chúc mừng tất cả các anh chị là doanh nhân, bởi vì tôi bây giờ trở thành nhà giáo rồi. Dạ vâng, ngày của tôi là ngày 20 tháng 11 chứ không phải là ngày 13 tháng 10. Nhưng mà lúc nãy anh Sơn nói thì tôi rất thích. Ở FPT chúng tôi ngày thành lập là ngày 13 tháng 9. Mọi người hỏi là anh Trương Gia Bình là tại sao lại thành lập vào ngày 13 tháng 9. Anh Bình anh giải thích rất đơn giản. Chúng ta chọn ngày xấu nhất để chúng ta bắt đầu, để sau này mà có vấn đề gì thì chúng ta không trách được nhau. Vâng, chọn ngày xấu nhất có thể thì nhau sẽ không trách được nhau. Thế còn chị Trang hỏi tôi khó quá. Tôi mà trả lời được câu hỏi đấy, tôi thật cái câu mà nói về doanh nhân 23, 25 nó như thế nào ấy, còn khó hơn là hôm nay đề về con gì. Vâng. Thế thành ra tôi nói một cách sòng phẳng như thế này. Tiếng Anh thì nó có từ gọi là VUCA, tức là nói đến cái sự gọi là mờ mịt, không đoán định trước, luôn luôn biến động. Đấy là cái thời kỳ hiện nay. Các anh chị ngồi đây đều có một cảm giác giống tôi, là từ sau dịch cho đến tháng 9 năm 2022 năm ngoái, chúng ta vô cùng phấn khởi, hồ hởi khi mà kinh tế đi lên, bất động sản đi lên, chứng khoán đi lên, đúng không ạ? Và từ tháng 10 năm ngoái đến hôm nay không ai lường được. Và tôi cũng nói thật, từ giờ đến Tết thế nào cũng khó nói được. Vì vậy tôi xin phép là không dự đoán, bởi vì nếu mà dự đoán thì rất là hồ đồ. Nhưng mà tôi tin một điều như thế này, chắc chắn là khó khăn, nhưng mà tôi lại rất thích lúc khó khăn. Các anh chị biết sao ạ? Khi khó khăn ấy, nó tệ lắm rồi thì sau này nó chỉ có tốt lên thôi. Vì vậy năm 24 nó có tệ nó cũng phải tốt hơn năm nay, 25 có tệ nó cũng tốt hơn bây giờ. Tức là bất kể hoàn cảnh, chúng ta luôn tin rằng trong tương lai sẽ tốt đẹp. Và đấy là cái tinh thần của một doanh nhân, luôn luôn suy nghĩ tích cực trong mọi hoàn cảnh. Câu thứ hai là trong mọi hoàn cảnh khó khăn và kể cả lúc đang rất thuận lợi, thì một doanh nhân, một chân chính bao giờ cũng đặt ra một thách thức tăng trưởng cho cá nhân mình và cho tổ chức của mình. Chúng ta như là đi ngược dòng, chúng ta dừng lại thì đã bị kéo lùi rồi. Vì vậy lúc nào cũng phải thách thức tăng trưởng. Và điều thứ ba, tôi đi dạy cho các doanh nhân, những doanh nhân thuộc loại lớn nhất Việt Nam, thì tôi nói rằng các anh chị đã chấp nhận một trò chơi mà trong Squid Game nó gọi là trò chơi vô cực. Nghĩa là gì? Người ta chơi ấy, là sẽ có đến lúc kết thúc. Tất cả các những bộ World Cup, rồi chúng ta xem những trận thi đấu, tất cả, rồi đến ngày cũng có huy chương vàng, có chức vô địch. Làm doanh nhân không bao giờ được thế. Cứ khi nào các anh chị thành công nhất thì ngay lập tức nâng lây lên, cố mà uống rượu với nhau giống như hôm nay, ôm nhau hát thật vui, thật vui đi, say cũng được, say đến mức mà có nôn ra giày của nhau cũng không sao, ôm nhau qua đêm nay, bởi vì ngày mai không biết sao lại cắm đầu làm, lại cắm đầu một ngày mười mấy tiếng, lại đau khổ từng ngày, lại chờ con nợ nó réo nợ, rồi lại đi tìm những thằng nó bùng nợ mình, rồi nịnh nọt khách hàng, rồi lại uống rượu, rồi lại làm đủ thứ. Đúng không ạ? Bởi vì chúng ta đã chấp nhận một cuộc chơi gọi là cuộc chơi vô cực. Khổ nhất làm doanh nhân như thế. Tôi bây giờ làm thầy giáo tôi rất sướng, vất vả lắm. Nhưng mà nó hết kỳ, hết bài, soạn xong, giảng xong là xong. Dạ vâng. Còn doanh nhân thì không bao giờ làm được chuyện đấy. Vui ơi là vui, nhưng mà cũng chỉ được một đêm thôi. Hôm sau lại đập mặt vào tường. Dạ vâng. Thế thì chị Trang hỏi tôi thì đấy, tôi trả lời. Luôn giữ trong mình một cái tinh thần suy nghĩ tích cực, ngày mai chắc chắn tốt hơn hôm nay. Tôi là fan của cô Scarlett trong cuốn Theo Chiều Gió. Tomorrow is another day. Ngày mai là một ngày mới. Vâng, vâng, một phần điều thứ hai, luôn luôn thách thức bản thân và doanh nghiệp của mình tăng trưởng. Điều thứ ba là chấp nhận một cuộc chơi vô cực, đến già cũng không thoát được đâu. Đừng có nghĩ là có thể bàn giao giao cho con cái kế nhiệm. Tất cả anh chị nào đã giao con cái kế nhiệm đều biết, rồi lại quay lại đập mặt vào tường đi đòi nợ cho nó. Dạ vâng. Cảm ơn tất cả anh chị.
Quá là Trang tuyệt ơi, vời. Tôi nói nghiêm túc là cho tôi trả lời một câu nào đấy nữa rồi cho phép tôi phải đi ngay. Vâng. Bởi vì là 250 học viên của tôi không thể muộn giờ vào ngày mai được. Dạ vâng, tôi rất rất xin lỗi nhưng mà chị Trang hồi đầu lúc đầu quảng cáo là buổi hôm nay bắt đầu từ 6 giờ. Tôi nói chung là cũng dại dột tin vào phụ nữ. Mẹ tôi hồi chưa mất bảo là con ơi đừng tin phụ nữ. Và đây là một minh chứng điển hình. Chị bảo tôi là 6 giờ bắt đầu, 7 giờ là xong anh ạ. Vâng, 7 giờ chưa bắt đầu. Vâng ạ, đấy là em đã phải đổi chương trình lên trước. Và câu hỏi thứ hai thì muốn anh hỏi anh Hoàng Nam Tiến là theo anh thì doanh nhân nữ cần có tư duy và thay đổi gì để phát huy được quyền lực mềm và thích ứng được để trở thành một nữ doanh nhân toàn cầu? Đấy, câu này khó nữa. Vâng, câu này thì tôi không nói chuyện lý thuyết. Tôi có một cô bé sinh năm 1991, tên là Ngô Thu Huyền. Bạn ấy không đủ trình độ đỗ vào đại học. Bạn ấy học lập trình Aptech và vào FPT ở vị trí là lập trình. Và ngày đẹp trời thì bạn bảo là đại ca, em không thể nào vừa lòng với vị trí này bởi vì em ở quê ra. Lương thì em đủ sống nhưng mà nếu như thế này thì cả đời em không khá lên được. Và tôi đã đồng ý đưa bạn sang Nhật Bản với tư cách là một lập trình viên, với điều kiện bạn thề rằng là trong một năm bạn sẽ học được đọc thông viết thạo tiếng Nhật. Lúc đấy không biết tiếng Nhật, bạn không biết tiếng Anh. Và bạn đã chọn lựa vào hướng là tiếng Nhật bởi vì số người kỹ sư tin học biết tiếng Nhật rất ít. Thế là bạn học tiếng Nhật, bạn đứng ở một vai trò ở giữa, bọn tôi gọi là communicator, người kết nối. Tức là khách hàng Nhật Bản không biết tiếng Anh, không biết tiếng Việt. Kỹ sư của tôi thì không biết tiếng Nhật. Và hai bên nói chuyện thông qua bạn đấy. Và chỉ sau 2 năm thôi, bạn lại còn tự mình đi học để lấy bằng FE, tức là bằng kỹ sư công nghệ thông tin Nhật Bản. Và sau đấy 4 năm, khi chúng tôi cần mở chi nhánh tại một trong thành phố rất lớn tại Nhật Bản, có thể các anh chị đã từng đến Fukuoka, và bạn đã bảo đại ca, anh Tiến để em. Một cô bé lúc đấy chưa được 30 tuổi, sinh năm 91, đã xuống thành phố Fukuoka, đã trực tiếp đi bán hàng, viết giải pháp, chỉ huy người Nhật Bản. Bạn ấy chỉ huy 130 người Nhật, 130 người, trong đó là có 30 người Nhật, 100 người Việt, toàn kỹ sư, toàn nam giới. Và bạn đã là giám đốc của FPT tại Fukuoka. Tôi có 3.200 nhân viên Việt Nam tại Nhật Bản thì bạn đấy quản lý 130 người tại một trong thành phố tuyệt đẹp, thành phố biển ở Nhật Bản, Fukuoka. Đấy là một trong tấm gương. Ở đây kết luận là gì? Điều thứ nhất, đấy là thực học. Chúng ta học có thể lấy bằng cấp, nhưng mà bạn đấy đã xác định ngay là thực học, tức là học để thực chiến, vì mưu sinh, không vì lý tưởng gì hết, không vì bằng cấp gì hết. Tôi học để mưu sinh, vì vậy tôi học ngày đêm tiếng Nhật, tôi học ngày đêm bằng kỹ sư Nhật Bản. Thực học là nền tảng của mọi thành công. Điều này rất chính xác. Điều thứ hai, bạn ấy cũng chứng minh một điều là học tập là phải học tập suốt đời. Lifelong learning, tức là học tập suốt đời thì mới từng bước tiến lên được. Nếu bạn chỉ học bình thường, bạn chỉ trở thành một kỹ sư giỏi tiếng Nhật, làm việc được thôi. Còn muốn làm một giám đốc của một thành phố của FPT tại Fukuoka thì không đơn giản như vậy. Bạn sẽ phải học thêm các lớp quản trị, học thêm các lớp business, học thêm các lớp bán hàng, học thêm các lớp marketing. Tức là lifelong learning, học tập suốt đời. Và thứ ba, bạn ấy có một phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam. Đấy là ba đảm đang, bởi vì bạn lấy chồng bên đấy, nuôi con bên đấy. Nhưng bạn có phẩm chất của một người thanh niên, ba sẵn sàng. Và thực sự là có đúng là chữ bất khuất. Vâng, đấy là một thật tấm gương. Và tôi nghĩ mỗi một người phụ nữ, dù ở bất kỳ vị trí nào hiện nay trong xã hội, các anh chị có thể giàu hơn bạn ấy rất nhiều, có thể có điều kiện hơn anh chị rất nhiều. Như một cô bé sinh năm 91, năm nay mới 32 tuổi, chúng tôi bổ nhiệm cách đây 3 năm, 29 tuổi, làm giám đốc tại một thành phố Nhật Bản. Và tôi nghĩ rằng thực sự là một tấm gương của một người phụ nữ. Thay đổi cuộc đời mình bằng học. Tất nhiên người ta có thể thay đổi cuộc đời mình bằng nhiều chuyện khác. Ví dụ như là phẫu thuật thẩm mỹ, ví dụ như đi thi hoa hậu, ví dụ như làm ca sĩ, ví dụ vân vân. Nhưng bạn này quyết định là bạn không, chân bạn không dài, bạn không quá đẹp, bạn không hát hay như chị Trang. Thì bạn biết là bảo là tôi chỉ có một cái lòng cần cù chăm chỉ. Và tôi nghĩ tôi cũng thông minh, thành ra tôi đi học. Và học theo kiểu thực học để thay đổi cuộc đời của mình.
bây giờ cả gia đình của bạn, cả gia đình chồng của bạn là dựa vào bạn. Vâng. Thì một cô bé nông dân ở Việt Nam, ở một cái tỉnh đồng bằng Bắc Bộ đã thay đổi cuộc đời mình bằng việc như vậy. Và chúng tôi ở FPT vô cùng tự hào khi tạo điều kiện cho những người phụ nữ như vậy. Tôi hôm nay, ngày hôm nay tôi không kể về những người đặc biệt ở FPT như là chị Nguyễn Bạch Điệp, chủ tịch của FPT Retail, nơi mà có 1.000 cái shop bán hàng điện tử, nơi có 1.300 cái nhà thuốc Long Châu. Tôi không kể về chị Nguyễn Bạch Điệp, mà tôi muốn kể về một cô bé. Thực sự là cô bé đối với tôi, tại vì bạn ấy bằng tuổi con gái tôi. Con gái tôi cũng sinh năm 91. Và đấy là câu trả lời của tôi cho chị Trang. Dạ vâng ạ, rất là tuyệt vời ạ. Có lẽ là cho phép em mời tất cả mọi người đứng lên để được cảm ơn anh Tiến và để tặng anh Tiến một món quà cho anh Tiến. Rất xin lỗi các anh chị là thực sự tôi phải đi, bởi vì đường rất tắc, mà tôi mà trễ chuyến bay thì mai 250 học viên của tôi oán tôi chết. Dạ vâng, rất là cảm ơn tất cả anh chị. Chúc các anh chị doanh nhân khỏe và luôn luôn gọi là nhiệt huyết, và tiếp đến nữa là sẽ tỏa sáng trong ngày mai. Cảm ơn tất cả anh chị. Anh cảm ơn nhé. Vâng ạ. Dạ vâng. Một lần nữa xin được thay mặt cho Willy miền Bắc trân trọng biết ơn anh Tiến đã dành thời gian vô cùng quý báu đến để chia sẻ với các doanh nhân, các nữ lãnh đạo của Willy miền Bắc. Chúng ta dành một tràng pháo tay được không ạ? Dạ vâng. Vâng, xin cảm ơn. Vâng, kính thưa tất cả quý vị. Như chúng ta thấy sự chia sẻ của doanh nhân Hoàng Nam Tiến, thì chúng ta có thể thấy được một điều là để thành công thì một con người chúng ta phải có được rất nhiều những cái sự nỗ lực. Ngoài cái việc mà chúng ta học ở Việt Nam thì như này ạ, có rất là nhiều người đi học để lấy được bằng cấp. Cái chữ thực học trong cái phần chia sẻ của doanh nhân Hoàng Nam Tiến là cái điều vô cùng cần thiết. Bên cạnh đó là cái sự nỗ lực và bất khuất đấy, tức là mọi người thấy rằng là để trở thành một người thành công thì vô cùng khó. Và năm 2023 là một năm mà Trang đã chứng kiến là thời kỳ thứ hai của suy thoái kinh tế. Lần đầu tiên Trang chứng kiến là năm 2010. Em chứng kiến là 2010-2011. Nhưng cái thời điểm đó thì mình chưa nhận thấy cái sự tác động nhiều của cái việc suy thoái đối với các doanh nghiệp và các doanh nhân. Nhưng mà năm 2023 thì là một năm thực sự là kinh khủng. Trang nhớ thời điểm tháng 10 năm ngoái này là bắt đầu thời điểm suy thoái. Tức là trước tháng 10 là phía tập đoàn Willin là có khoảng độ tầm 5 cái hợp đồng truyền thông vô cùng lớn cho các tập đoàn bất động sản. Và xảy ra một số các cái vụ bắt bớ thì lập tức tất cả các hoạt động nó dừng lại một cách vô thời hạn luôn. Đó. Và từ thời điểm tháng 10 đổ đi là bắt đầu tất cả các doanh nghiệp mà liên quan đến lĩnh vực bất động sản, cũng như là các doanh nghiệp mà xây dựng hay là các doanh nghiệp vừa cung ứng cho bất động sản là thấy ảnh hưởng rất là rõ. Và sau đó thì liên tiếp cái sự xuống đáy gần như là không điểm dừng dành cho các doanh nghiệp. Và nó nhanh đến một cái mức độ là trở tay không kịp á. Mọi người hình dung ạ, trở tay không kịp luôn. Và cái điều này thì Trang nhận thấy rất là rõ, bởi vì mình là cái người mà đồng hành với lại một cái mạng lưới rất nhiều các doanh nghiệp trong các lĩnh vực. Thì trong tập đoàn của chúng ta thì có một nữ chủ tịch, đó chính là chủ tịch Cao Nga. Chủ tịch Cao Nga là người làm trong lĩnh vực bất động sản. Thì Cao Nga có thể với lại những gì mà Cao Nga đang thấy diễn ra trong một năm vừa qua, thì chủ tịch Cao Nga có thể chia sẻ về cái việc là chúng ta đã, cái thái độ của các doanh nghiệp của chúng ta làm thế nào để chúng ta có thể vượt qua được cái giai đoạn khủng hoảng như vậy. Vâng ạ, đầu tiên thì cảm ơn câu hỏi của chị Trang. Thực tế thì trong cái bối cảnh kinh tế khó khăn này, tất cả các doanh nghiệp đều khó khăn. Và đặc biệt thì trong cái bối cảnh này thì các doanh nghiệp bất động sản thì hỏi là có khó khăn không thì phải nói là rất khó khăn ạ. Thế tuy nhiên thì như anh Tiến vừa có chia sẻ, đó là trong khó khăn thì nó có rất nhiều cơ hội hay ho. Và nếu như chúng ta nắm bắt được thì cái cơ hội hay ho đấy nó lại giúp cho doanh nghiệp của chúng ta nắm bắt được cái cơ hội và thành công nhanh hơn. Năm 2007 thì tôi bước chân vào thị trường bất động sản. Nhưng khi ấy thì là một cô sinh viên mới ra trường. Và khi đấy thì chỉ làm một cái công ty nho nhỏ thôi ạ. Và khi mà bắt đầu thành công năm 2008 thì tôi coi như là lại về mo, tức là phá sản công ty và không còn gì. Vâng ạ, và đến năm 2009 thì tôi lại bắt đầu quay lại và làm lại từ đầu. Khi mà quay lại làm lại từ đầu thì rút kinh nghiệm từ lần trước thì chắc chắn hơn một chút.
thì thành công bắt đầu có. Đó là tôi từ 2009 đến 2012 là tôi có một cái thành quả nho nhỏ. Nhưng mà mọi người cũng biết là năm 2013 thì thị trường bất động sản lại bắt đầu xấu. Và khi đó thì tôi chuyển dịch sang một mô hình kinh doanh khác. Cho đến tận năm 2020 là tôi bắt đầu mới quay lại thị trường bất động sản. Khi mà làm rất là nhiều nghề. Bởi tôi thấy rằng là cái gì mà mình xuất phát lần, tức là từ đầu tiên, giúp cho mình có tiền từ đồng tiền đầu tiên, thì đó là nợ cái mà thế mạnh của mình nhất. Và tôi quay lại thị trường bất động sản với một tâm thế như vậy. Và khi bắt đầu quay lại thị trường bất động sản thì tôi nghĩ rằng tất cả bắt đầu phải đi từ cái gốc ạ. Và khi đi từ cái gốc tức là phải đi từ những cái sự hiểu biết rất là rõ ràng. Và khi quay lại thị trường bất động sản thì việc đầu tiên tôi đi triển khai đó là tôi tìm những con người giỏi, phải thật giỏi. Thì trong kinh doanh bất động sản nó có 5 yếu tố. Yếu tố đầu tiên mà cần phải hiểu đó là yếu tố về pháp lý. Và hiện nay tất cả các chủ đầu tư đang rất là khó khăn. Thế thì mình phải tìm được những người giỏi nhất trong ngành về vấn đề pháp lý. Yếu tố thứ hai mà tôi tìm đến thị trường bất động sản mà tôi cần nữa đó là bộ phận nghiên cứu. Và hiện nay thì Retham là một trong những công ty đầu tiên mà chúng tôi đầu tư vào bộ phận nghiên cứu lớn nhất thị trường. Và chúng tôi ra các cái chỉ số báo cáo cũng như là góp phần đưa các cái số liệu này cho bộ xây dựng cũng như là các sở để trong quá trình tham vấn các cuộc họp của chính phủ. Tại sao lại như vậy? Tại vì là nếu như không có nghiên cứu, không có các cái chỉ số một cách kỹ lưỡng thì khi quyết định một sản phẩm gì đấy thường là chúng ta sẽ bị sai. Và bộ phận nghiên cứu là bộ phận mà chúng tôi đau đó và tìm người và cũng như là đầu tư thứ hai. Bộ phận thứ ba là bộ phận về tài chính. Bởi vì nếu như làm bất động sản mà không cơ cấu tài chính mà không nắm chắc được dòng tiền thì chắc chắn là cũng sẽ thất bại. Bộ phận thứ tư bắt đầu mới để ý đến và tư duy đến khi mà chúng ta có các yếu tố kia rồi mới là bộ phận liên quan đến marketing. Vâng, và cuối cùng mà khi mà ổn định gọi là chỉn chu, công ty chạy trơn tru rồi thì lúc đấy thì chúng tôi mới có một bộ phận nữa là bộ phận phòng ngừa rủi ro ạ. Thế thì từ đó thì khi bắt đầu tay vào làm doanh nghiệp bất động sản thì 2020 chúng tôi ngay tức khắc là đầu tư vào vấn đề dự án. Và trong vòng từ 2020 đến năm 2022, 23 đến năm nay thì chúng tôi đã sở hữu được là hiện tại là 3 dự án M&A và 1 dự án là do mình là chủ đầu tư chính thức. Với quy mô của chúng tôi thì có cái nhỏ thì là 2 hectare, còn cái bình thường thì khoảng 10 hectare. Và anh em chúng tôi cũng dựa trên cơ sở là khi đến với nhau với một tâm thế đó là tất cả nó nằm ở khối óc, bàn tay vào khối óc. Thế thì chị Trang có nói là làm thế nào để vượt qua khó khăn và cách thức như thế nào thì tôi nghĩ rằng là có con người là làm nên tất cả. Không sức người thì không có cái gì thành cơm được. Và tôi chỉ muốn truyền đạt với mọi người rằng là khi chúng ta làm bất cứ một cái việc gì thì hãy tìm những con người giỏi nhất để chúng ta trở thành một team giỏi nhất thì chúng ta có thể đi đến xa và vững nhất ạ. Vâng, đây là một phần chia sẻ cũng hết sức là thực tế của doanh nhân Cao Nga, cũng là một cái người mà vừa hoạt động trong lĩnh vực bất động sản mà vừa hoạt động trong cái lĩnh vực là có nghiên cứu về mặt chính sách nữa, đúng không ạ? Thì chúng ta cũng có thể nói được là tôi có đọc một bài báo gần đây nói rằng là nếu như mà cơ chế hoặc là chính sách không có sự thay đổi thì 3/4 các sàn giao dịch bất động sản và các công ty bất động sản, thậm chí là các chủ đầu tư bất động sản sẽ vỡ nợ và phá sản. Và dịp cuối năm nay cũng là một dịp vô cùng khó khăn. Vô cùng khó khăn đối với các doanh nghiệp. Đúng không ạ? Vô cùng khó khăn với các doanh nghiệp. Thực tế là đối với một cái cương vị là một cái người làm trong lĩnh vực cộng đồng, là người kết nối giao thương cho rất nhiều các doanh nghiệp trong các lĩnh vực bất động sản cũng như xây dựng cũng như là đầu tư M&A, thì tôi nhận thấy rằng là có một cái sự hệ lụy không nhỏ với tất cả những cái doanh nghiệp xung quanh, cái hệ sinh thái xung quanh của cái ngành bất động sản đó. Thì ở đây có anh Hồ Hoàng Hải, là một cái người mà làm rất nhiều các công trình cho các tòa nhà. Thế em có đặt một câu hỏi là doanh nghiệp của anh có bị ảnh hưởng không ạ? Đương nhiên rồi các bạn. Cái khủng hoảng hiện nay chúng ta đang giữa một cái khủng hoảng suy thoái, mặc dạ. Dù có thể một số người sẽ tránh cái từ đấy nhưng mà vâng. Phải thừa nhận đấy là khủng hoảng suy thoái. Thì cái lĩnh vực mà đầu tư xây dựng bất động sản là lĩnh vực một trong những lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Vâng. Và cái ngành của tôi là ngành chiếu sáng tòa nhà thì dạ. Nó liên quan trực tiếp đến ngành đấy và bị ảnh hưởng theo. Dạ vâng.
anh có thể nói sâu hơn về cái sự ảnh hưởng đấy là như thế nào? Ví dụ như là khách hàng mới thì chắc chắn là sẽ ít đi rồi. Nhưng những khách hàng mà mình đang tiến hành hoặc mình đang làm hoặc mình đã hoàn thành xong thì mình có bị ảnh hưởng đến cái câu chuyện là tất toán hay công nợ hay bất cứ điều gì không ạ? Ví dụ như vậy. Tôi xin lỗi bạn Cao Nga. Bạn Nga là trong lĩnh vực bất động sản thì cũng phải xin lỗi nói với bạn điều này, tức là một cái văn hóa khá phổ biến trong cái lĩnh vực xây dựng đấy là chiếm dụng vốn của nhau. Bạn phải thừa nhận cái điều đấy đúng không ạ? Tức là chủ đầu tư thường thường chiếm vụn vốn nhà thầu. Thế đấy là trong cái bối cảnh mà kinh tế bình thường các chủ đầu tư còn khỏe. Thế còn bây giờ thì đang trong cái khối hoành khó khăn, đang khủng hoảng và khó khăn, các chủ đầu tư khó khăn này thì cái việc đấy nó diễn ra lại càng ngày càng trầm trọng. Thế là bây giờ cứ dây chuyền, mà nhất là trong cái lĩnh vực xây dựng thì nó là dây chuyền rồi. Chủ đầu tư chiếm vụn vốn nhà thầu buộc phải chiếm dụng các nhà cung cấp. Nhà cung cấp thì lại nợ nhà máy, nói tóm lại nó cứ theo cả cái dây chuyền như thế. Thì cái tình hình rất là trầm trọng, cho nên là chúng tôi bây giờ là phải không chạy theo doanh số. Phải chọn chủ đầu tư. Chọn chủ đầu tư bây giờ phải đáp ứng được hai yếu tố. Một là khỏe, hai là đàng hoàng. Phải đủ cả hai yếu tố đấy thì chúng tôi mới làm không thôi. Vâng, với một câu hỏi nữa. Anh Hồ Hoàng Hải thì hiện nay ngoài vai trò là chủ tịch của một công ty chuyên về chiếu sáng cho các tòa nhà thì anh còn đang là phó chủ tịch của Hội Doanh nghiệp Trẻ Hà Nội. Thì với góc độ là một doanh nhân có rất nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường thì anh có một cái nhìn nhận gì về thị trường của khối doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam năm 2024 không ạ? Tôi phải nói rằng là như này, tình hình hiện tại và từ đợt cuối năm thì đương nhiên nó chỉ có xấu đi rồi. Và hiện nay tôi cũng, ở góc độ tôi cũng chưa nhìn thấy cái gì sáng sủa trong năm 2024. Thế thì tôi nghĩ rằng là trong giai đoạn này thì bảo toàn là quan trọng nhất, mặc dù chúng ta sẽ chẳng còn nhiều đâu. Hai năm Covid nó đã bào mòn hết hầu hết tài sản của chúng ta rồi, đúng không ạ? Thế trong lúc vừa mới cầm cự gượng lại được một chút thì lại bồi thêm cái khủng hoảng này nữa. Tức là cái cuối năm ngoái bắt đầu là cái zoom tín dụng này, đúng không? Tức là trong hai năm Covid đã phải vét tất cả những cái thùng lương khô rồi. Thế nhưng đến đợt vừa rồi là vét tất cả những cái gì còn lại. Thế thì ai còn sống được đến giờ này đã là quý và cố gắng là bảo toàn. Thế rồi chúng ta chờ cơ hội thôi, chứ còn bây giờ nếu mà cứ nói thực tế ra bây giờ mà đầu tư vào cái giai đoạn này thì khó khăn nhiều hơn thuận lợi. Chắc các bạn cũng cảm nhận rõ được cái điều đấy. Như vậy là với thông điệp của anh Hải là lúc này là các doanh nhân cần nhất là giữ tâm rất tĩnh và sức khỏe phải rất tốt để có thể gồng gánh được qua giai đoạn khó khăn này, đúng không ạ? Chúng ta phải đặt mình vào cái bối cảnh đó. Vâng. Bình thường ra thì chúng ta đặt mục tiêu tăng trưởng rồi lợi nhuận rồi mở rộng thị trường rồi rất nhiều cái mục tiêu ABC. Thế nhưng mà bây giờ chúng ta phải đặt mình đang trong cái cảnh nhìn như là kiểu chiến tranh ấy. Thì chúng ta giữ được mạng đã là thành công rồi, đúng không? Ví dụ như ở bên Ukraine bây giờ thì ai nghĩ đến doanh số, ai nghĩ đến lợi nhuận nữa, miễn là giữ được mạng sống. Thế thì hiện nay chúng ta cũng phải như thế. Thế rồi chúng ta sẽ chờ cơ hội, và khi cơ hội đến thì chúng ta sẽ bật lên rất nhanh. Vâng. Vâng, chúng ta dành một tràng pháo tay dành cho chia sẻ hết sức thực tế của anh Hồ Hoàng Hải. Giữ được mạng đã là tốt rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một câu hỏi nữa dành cho một doanh nhân mà phải nói rằng là rất thích ứng với lại cái sự chuyển đổi của xã hội. Chúng ta gần đây thì chúng ta nhìn thấy rằng là cái việc chuyển đổi số là cái việc mà vô cùng cần thiết đối với tất cả các doanh nghiệp. Hầu hết tất cả các doanh nghiệp đều phải co gọn lại toàn bộ máy nhân sự. Bởi vì chúng ta không đủ tiền để trả lương với một bộ máy quá cồng kềnh. Khi mà doanh nghiệp không có nguồn thu và không có thanh khoản thì doanh nghiệp sẽ phải co gọn lại. Một mình giám đốc hay một mình chủ tịch sẽ phải làm rất nhiều các vị trí. Ví dụ như là vừa nghĩ content, tự vừa viết content hay tự quay video rồi tự bán hàng hay livestream. Cái việc đấy chúng ta nhìn thấy tương đối khá phổ thông trong giai đoạn hiện nay. Có nghĩa là trước đây ấy, chúng ta sẽ nhìn thấy là chủ tịch là không bao giờ xuất hiện để bán hàng. Đúng không ạ? Chủ tịch là phải ngồi chỉ tay năm ngón thôi. Còn nhân viên sale rồi phòng kinh doanh là đi bán hàng, nhưng không. Bây giờ là chủ tịch hay giám đốc là đều phải có kỹ năng livestream hay bán hàng. Và một trong những cái việc đó là mọi người phải có cái công cụ là người viết content hay người viết kịch bản. Thì anh Hiếu là một trong những tác giả của cái cuốn sách về AI. Thì bạn Hiếu có thể là, Hiếu là sinh năm 77 bằng tuổi của Trang. Thì Hiếu có thể chia sẻ về cái việc là ứng dụng cái công nghệ AI trong cái việc giải pháp của doanh nghiệp sẽ như thế nào trong giai đoạn tới không ạ? Trước tiên xin chào tất cả các khách mời và các chủ doanh nghiệp. Cảm ơn chị Trang đã tạo một cái topic rất hay. Thế thì câu chuyện của tôi là cách đây khoảng một tháng, nhiệm vụ của tôi là đi đào tạo cho một người doanh nghiệp về bất động sản. Có khoảng 1.000 người nhân bất động sản.
Thế thì có cái câu hỏi của một số học viên của tôi, đó là tôi thì làm ở cái mảng gọi là truyền thông mạng xã hội. Ngày xưa tôi có 3 năm làm giám đốc truyền thông cho cái tập đoàn Vingroup. Thì tôi suốt ngày tôi phải có nghiên cứu về những cái vấn đề liên quan đến mạng xã hội và xu hướng. Thế thì câu hỏi của học viên của tôi về bán bất động sản hỏi đúng hai câu. Không biết là câu hỏi của nó cùng với cái nỗi đau đáu của chị không? Đó là sắp tới cái gì sẽ xảy ra? Bởi vì mọi người hoang mang quá, mọi thứ nó diễn ra quá nhanh, tất cả những cái xu hướng diễn ra quá nhanh. Và câu hỏi thứ hai là chúng tôi phải đối đầu với những cái xu hướng đó như thế nào? Thế thì để giải thích hai cái câu đấy, câu hỏi đấy thì tôi kể cho học viên một cái cuốn sách. Không biết các anh chị ở xưa cái thời 7X, 8X có nhớ cái cuốn Hai vạn dặm dưới đáy biển của Jean Vest không? Tức là cái thời đấy là ông Jean Vest hay viết những câu chuyện về viễn tưởng, khoa học viễn tưởng, và ông hình dung ra là có một con tàu ngầm nó sẽ đi tới một cái đáy biển 2 vạn dặm chưa ai đến, và ở đó sẽ có muôn vàn những cái thứ diễn ra mà ta không thể hình dung ra được. Thì các thủy thủ hỏi thuyền trưởng Nemo là tôi phải làm gì, chúng tôi phải làm gì, bởi vì chúng tôi chưa biết được những cái gì sẽ diễn ra cho chúng tôi như thế này. Thuyền trưởng Nemo chỉ nói đúng một câu là các bạn phải chuẩn bị một cái tâm thế. Đó là một cái câu khẩu hiệu mà nó khắc trên con tàu ngầm Nautilus và khắc trên tất cả những cái đồ bạc ở trên con tàu ngầm Nautilus, đó là Mobilis on Mobili, dịch ra tiếng Kinh của chúng ta đó là linh hoạt trong môi trường linh hoạt. Thị trường Nemo bảo là cái thế giới này nó sẽ không thể lường trước được, và chúng ta không biết những cái gì sẽ đến với chúng ta. Và cái câu chuyện này nó cũng giống cái thời mà bọn tôi ở Vingroup. Lúc đấy thì tôi cũng trao đổi với anh Vượng là về câu chuyện về mạng xã hội. Thế bọn tôi cũng cùng đưa ra một cái câu chuyện về đúng cái cuốn sách đấy. Tức là cái thế giới online bây giờ, nó cái trending bây giờ nó cũng giống hệt như chúng ta sẽ đi một con tàu ngầm xuống cái đáy biển chúng ta chưa đến bao giờ, và mọi thứ sẽ diễn ra hàng ngày hàng giờ, và chúng ta không thể biết được cái gì sẽ đến. Và lúc đấy chúng ta chỉ chuẩn bị đúng một cái tâm thế là linh hoạt thôi. Và đó là cái mà tôi cũng muốn chia sẻ cho tất cả những doanh nhân của chúng ta, là chúng ta không còn con đường nào khác ngoài chuẩn bị một cái tâm thế linh hoạt trong một cái môi trường linh hoạt. Và nếu để linh hoạt thì làm gì? Linh hoạt chúng ta phải chuẩn bị tập tành khỏe mạnh, chuẩn bị tất cả những cái phương án mà có thể diễn ra được. Và trong cái tâm thế linh hoạt đấy thì chúng ta phải học nhiều hơn rất nhiều. Đó là lý do mà tôi viết một cái cuốn sách Trò chuyện với AI. Có nghĩa là chúng ta đã, những cái doanh nghiệp của chúng ta ấy, chúng ta chưa kịp thay đổi, chuyển đổi số, đúng không? Hồi trước tôi có nói về cái đội doanh nhân tôi, cả Trang là trong cái đội doanh nhân 77 mới đang bàn đến chuyển đổi số, và chỉ có 70%, 30% những doanh nghiệp chuyển đổi kịp, còn 70% đến 80% chưa kịp chuyển đổi số, nó đã chuyển đổi sang một mô hình mới là mô hình AI, và nó đã thay đổi quá nhiều. Thì tôi cũng chỉ muốn tóm lại là với một cái xu hướng như vậy thì chúng ta hãy nhớ tới cái câu nói trong Hai vạn dặm dưới đáy biển, đó là linh hoạt trong môi trường linh hoạt. Và chúc tất cả những cái doanh nhân của chúng ta có được cái tâm thế đó để đối đầu với tất cả những cái xu hướng mới. Cảm ơn bạn Hiếu. Chắc chắn là linh hoạt rồi. Trong cái thời điểm này nếu không linh hoạt là chúng ta sẽ lựa chọn vào con đường cụt. Bởi vì xin chia sẻ với mọi người rằng là trước đây ấy, thì rất là nhiều chúng ta đã thường nói câu chuyện là một nghề thì sống, đống nghề thì chết. Nhưng bây giờ mà một nghề thì chết, đống nghề thì may ra còn thoi thóp. Mọi người đồng ý không ạ? Bởi vậy thế cho nên là trong cái giai đoạn này là giai đoạn mà doanh nghiệp của chúng ta phải hết sức là linh hoạt và cắt gọn nhất có thể. Có một câu nói mà lúc nãy là anh Hoàng Nam Tiến có chia sẻ là học cả đời. Cái câu này rất quan trọng. Quý vị đã bao giờ hình dung là có những lúc mà chúng ta ở bên cạnh chúng ta có 100 quân. Chúng ta chẳng phải làm cái gì cả, chúng ta chỉ cần chỉ tay thôi thì 100 quân nó chạy đi khắp nơi để lo việc. Nhưng mà có những lúc là bây giờ chúng ta chỉ còn một quân thôi, còn một người duy nhất. Thay vì 100 quân là chỉ còn một quân, bởi vì lương chỉ còn đủ trả cho một bạn ấy thôi. Thì chúng ta sẽ phải làm gì? Mình không thể giao hết việc cho bạn ấy được, mà mình sẽ phải tự làm rất là nhiều.
cái cuốn sách AI của bạn Hiếu, có lẽ rằng một lát nữa tất cả quý vị chúng ta nên sở hữu cuốn sách này. Bởi vì là gì? Chúng ta sẽ phải cài một cái phần mềm hoặc một cái phần chatbot AI ở trong máy. Bởi vì nếu chị Hạnh Kimmy muốn bật bài phát biểu mà chưa kịp soạn ấy, đặt cho nó mấy cái topic thôi, trong vòng chưa đầy 10 giây nó đã ra một cái bài phát biểu vô cùng là trơn tru. Mà nếu bình thường mình ta nuôi nhân viên nhé, có khi chúng ta phải trả hết khoảng độ tầm 1 triệu cho cái bài đó. 1 triệu cho bài phát biểu đấy. Quý vị có thấy không ạ? Nó rất là khác nhau luôn. Quý vị có thể có được một cái con trợ lý nó cực kỳ rẻ tiền mà nó rất thông minh, thay vì chúng ta phải nuôi rất là nhiều nhân sự để giúp cho cái việc này. Thì cái việc này Hiếu có thể nói kỹ hơn về cuốn sách đấy, thì các doanh nhân có thể nhận được giá trị gì khi sử dụng cuốn sách của bạn không? Anh ơi, mang cho anh cuốn sách này này. Cái thế giới AI này nó rất hay. Bọn tôi không biết các bạn ở đây, các doanh nghiệp đã có đã nghiên cứu về AI chưa, nhưng thực sự là cái thế giới này, đưa đây cuốn sách. Cuốn sách này bao nhiêu tiền đấy nhỉ Hiếu nhỉ? Cuốn sách này là 385 ngàn. 385 ngàn. Cái cuốn sách này thực ra là nó là cái tư duy chúng ta sử dụng tất cả những cái gọi là kiến thức của thế giới. Bọn tôi có thể sử dụng AI. Hồi xưa các doanh nghiệp bọn tôi đau đầu. Doanh nghiệp tôi hồi xưa là tôi làm ở Vingroup và tôi đã phải đi set up những cái bộ phận gọi là content marketing cho toàn bộ các P&L, là công ty con của Vingroup. Và lúc đấy bọn tôi đã phải tuyển dụng cực kỳ mệt mỏi. Mỗi một đơn vị như Vinhome này, hoặc là tất cả những cái đơn vị như là Vinmart, Vinpro và các đơn vị đấy, mỗi đơn phải có khoảng tầm 5 đến 10 người làm content creator. Nhưng mà hôm đợt vừa rồi bọn tôi đã huấn luyện được một cái đội ngũ là sáng tạo nội dung, và chỉ có một người làm được cho 10 doanh nghiệp, làm được cho 10 doanh nghiệp về content. Họ chỉ cần dùng những cái trí tuệ AI của thế giới, họ có thể viết được một status, và một ngày có thể viết được khoảng 200 cái status trong một fanpage bằng AI. Và thực sự đấy là một cái cơ hội, nó cũng là một cái thứ mà chúng ta sẽ xoay chuyển rất nhiều. Ngoài ra, chắc là buổi sắp tới, tớ cũng sẽ gặp Trang để chia sẻ cho Trang một cái gọi là về media, tức là trong từ giờ đến cuối năm, chúng ta chỉ cần một lệnh của AI là chúng ta có thể làm được một cái TVC quảng cáo sản phẩm. Hôm trước tôi có làm việc với bên một công ty gọi là bên bảo hiểm. Các bạn ý mỗi năm các bạn ý phải bỏ khoảng tầm 100 triệu để mua những cái bản quyền gọi là ảnh để bảo hiểm những cái xe ngập nước các thứ ấy, mua trên trang một trang kho ảnh. Và hôm đấy tôi chỉ chia sẻ một cái Midjourney, là một cái phần mềm để vẽ tranh, và các bạn ý chỉ mất khoảng tầm 3 phút là bạn ý vẽ ra được một cái bức tranh cực kỳ đẹp về ô tô ngập nước và cái quảng cáo. Và thực sự đấy là một cái cơ hội trong cái doanh nghiệp của chúng ta như này. Đó là AI, nó là một cơ hội rất tốt cho chúng ta trong cái giai đoạn mà gặp khó khăn. Và bọn tôi hay ví đùa với nhau là cái thế giới AI nó giống như chơi một cuộc chơi cờ, và chúng ta mỗi bên đều được vứt cho 5 quân hậu. Tức là cực kỳ mạnh mẽ, các bạn không thể tưởng tượng được. Bây giờ một doanh nghiệp chỉ cần một người làm content creator có thể viết được status này, viết được, lập được marketing plan. Trên cuốn sách này mà tôi có những cái hướng dẫn, các bạn có thể là sử dụng đấy, có thể soạn được cả một cái bản marketing plan cho một doanh nghiệp. Vâng, tóm lại là trong buổi tối ngày hôm nay thì cuốn sách này có được giảm giá, còn 300 nghìn nữa nhá, để cho đỡ phải trả lẻ. tôi sẽ giảm giá một nửa. Ôi một nửa luôn cơ, ơi tuyệt vời. Thế thì ai mong muốn sở hữu cuốn sách này giơ tay luôn ạ. Đấy, ngoài ra chưa? Cái cuốn sách này nhá, nó có một cái gọi là, nó là cái cổng để các bạn có, ở trong này có những cái QR code. Có những cái QR code này để các bạn có thể đi vào, chỉ cần quét cái QR code này thôi là vào các cộng đồng của bọn tôi. Và trong cộng đồng đấy bọn tôi đã xây một cái chiến dịch gọi là phổ cập hóa AI. Và tất cả các doanh nghiệp đấy bọn tôi có những cái chuyên gia trong các cộng đồng Zalo đấy, và tư vấn cho tất cả doanh nghiệp về những cái content AI. Quá tuyệt vời luôn. Trang nghĩ là đây là một cái cơ hội rất tuyệt vời tất cả các chủ doanh nghiệp, và cũng là một điều lo lắng của rất nhiều bạn nhân viên, nhân sự ở trong doanh nghiệp. Tuy nhiên là dù nhân viên hay là chủ doanh nghiệp thì chúng ta cũng nên sở hữu cuốn sách này, bởi vì nó chính là cái xu thế của tất cả những con người hiện đại trong cái xã hội hiện đại và luôn luôn xoay chuyển này. Và đặc biệt là bạn Hiếu có tặng cho 4 diễn giả của chúng ta sách. Chúng ta sẽ không phải tốn tiền mua sách. Còn đâu tất cả những ai mà mua sách của bạn Hiếu thì
nhân viên nhá, sẽ phục vụ tận bàn nhá. Xin cảm ơn 4-3 diễn giả. Chúng ta hãy cùng đứng lên ạ. Xin mời phần quà của nhà tài trợ Cao Minh. Cảm ơn phần chia sẻ hết sức thực tế của các doanh nhân. Chúng ta sẽ cùng với nhau, chúng ta biết được rằng là nền kinh tế của chúng ta đang gặp suy thoái, không phải chỉ Việt Nam đâu ạ, toàn thế giới. Toàn thế giới suy thoái, chiến tranh và rất nhiều các sự khủng hoảng. Cái việc của chúng ta bây giờ chính là vững tâm, bền trí, gọi như là nỗ lực để mà vượt qua cái giai đoạn khó khăn này, để mà chúng ta có thể nắm bắt được những cơ hội trong cái thời gian tới. Mời đại diện Cao Minh đứng lại em ơi, để chụp bức hình. Đấy. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn các doanh nhân, những người đã thực sự là tuyệt vời. Chúng ta phải nói rằng là cái sự mà cố gắng và nỗ lực của tất cả chúng ta để mà chúng ta có thể tồn tại trong cái nền kinh tế nó rất phức tạp trong giai đoạn vừa qua và hiện nay là một cái sự cố gắng rất lớn. Và ngày hôm nay là ngày doanh nhân, chúng ta sẽ phải nói với nhau những lời tích cực, những năng lượng tích cực để mà quyết tâm vượt qua sự khó khăn này, đúng không ạ? Xin cảm ơn tất cả mọi người.